Đồ Itachi nè. Đồ Zoro nè các bạn. Zoro bản cuối luôn. Ồ nãy giờ này cái này là trâu bò nè. Đánh nãy giờ mấy lượt nữa. Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng các bạn đã quay lại với kênh Heo VKT. Đó, các bạn nhìn cái game là các bạn đã biết hôm nay mình giới thiệu đến các bạn cái game gì rồi. Đó, Đại Chiến Manga. Vẫn là đăng ký như cái bản 2031 vậy nha. Bấm vào đây hai lần nha. 1 2. Đó. Đặt tên thôi. Ở dưới đây là mật khẩu. Vô game. Game này game mới nha các bạn. Mới ra 3 server nha. À, theo mình biết là 1 ngày là 1 server hay gì á. Các bạn thấy gì không? Ở đây chúng ta có Ichigo nè, Naruto nè. Hàng này hàng gì quên rồi không biết. Bên kia có Sakura gì đó. Đây, đặt tên nhân vật. Đó. Có One Piece nữa kìa. Đó. Có Luffy nữa đó. Đó nè Luffy nè các bạn. Đó. Rồi En nè. Ồ. Bên này cũng có thằng Ga. Bên này cũng có thằng Ga. Bên kia có Naruto ha. Naruto Hokage. Đó. Ngon lành ngon lành. Còn nhiều nhân vật manga khác mà mình không biết tên nha các bạn. Đó, đại chiến đó, đó, đó. Rồi, thua. Các bạn đặt tên, đặt tiếng Anh đồ nữa nha. Nó mới hiểu nha, chứ các bạn đặt tiếng Việt này nọ là nó không có hiểu rồi, nó không có chấp nhận đâu đó. Bấm vô. Ủa chưa bấm nữa nó chết rồi. Mới hôm qua hôm kia gì mình được nghe tin cái game này ra nhưng mà nó free chỉ có 50.000 kim cương gì đó nên mình không có làm, thì hôm nay là nó lên lại là 8.000, nhìn lên lại 88.880 kim cương rồi. 88 kim cương luôn chứ. Sakura yếu. Thì các bạn thông cảm mình nha, tại vì hôm qua đến bây giờ thì do nhà mạng Viettel và nhà mạng gì một số nhà mạng luôn á, nó như là Viettel rồi Vinaphone rồi internet cũng bị chập chờn luôn, do là hàng Viettel là nó chặn một số IP, cái IP của nước ngoài nè, nên mấy cái trang game của Trung Quốc nó cũng chặn luôn rồi. Vua lè các bạn ơi. Nên hôm qua giờ mình không có vô game được để mà hướng dẫn cho các bạn. Hãy
chán lắm các bạn ơi. Nhà cứ bây giờ nhà mạng nó cấm không cho vào những trang web đen này nọ, nhưng mà cấm thì cấm nhưng mà web thì vẫn hoặc cái gì quay IP vào được bình thường, cái IP á vô vẫn phà phà làm. Tự nhiên hôm qua giờ ngãn mạng cái game, má điên. Đây có Zoro nữa nè các bạn. Cái hàng này là hàng gì quên tên luôn rồi. Ô chết mẹ nó hết rồi. Mạnh vậy. Cho thằng bé lên cộng 1. Cái thằng áo trắng này mình nghi nó là thằng Ray trong Fairy Tail vậy đó. Hội pháp thuật đó. Mình nghĩ là vậy. Nhưng mà thằng Ray bên kia mạnh mẽ lắm, mà thằng này như đúng là thằng gay luôn á. Ở đây có mấy tướng nè các bạn. Đồ có Itachi luôn kìa. Nó đang auto nha các bạn. Các bạn bấm vô đây là tắt auto nha. Nè Ichigo nè các bạn. Đáng lý ra là hôm nay mình làm cho các bạn hai game đó, nhưng mà sáng giờ mấy cái game không có game nào vào được luôn. Thấy mà thấy nản thiệt luôn. Phá hủy quá khứ mới có thể tạo ra tương lai. Đây là đăng nhập 7 ngày này nha các bạn. Mua cái này để ép nhân vật lên này nha. Để cộng nhân vật lên. Còn đây là quà của bảng xếp hạng ha. Đó level 7 mới mở được. Đây chúng ta quà vào hâm quà VIP nha. Thôi mình đừng có vào đây. Bên đây nè, quà VIP nằm đây nè. Đó, quà VIP nè các bạn. Full quà VIP nha. Đó, một kim cương, hốt. Một kim cương, hốt. Một kim cương, lụm. Đó.
Đủ Huy luôn Chopper nè. Đồ có túi của Chopper luôn. Ngon rồi, ngon rồi. Đồ Ichigo có vũ khí của Ichigo luôn. Rồi dưới này là nạp tiền này nọ ha. Đó. Ở đây là thể lực ha. Đó, đây là đăng nhập nè. Cứ tới ngày mà có VIP thì nó nhân đôi lên. Và mình hướng dẫn các bạn là ăn cái mã code luôn nha. Đây, bấm vào đây nè nha. Bấm vào cái hộp quà. Lâu quá, lâu quá. Tụi nó đâu rồi? Đó, hiện rồi nè các bạn. Bấm vào đây ha. Rồi, nó đã mất tiêu luôn rồi. Chứ không ăn được ta, đâu rồi? Nói chung là chỗ đó là ăn cái mã code đó các bạn. Còn đây là nhập cái mã code nè. Nhưng mà chắc mình đang chơi trên PC nên chắc nó không có nhận được á. Đây nè, quà, tất cả quà nè, mã code nằm đây nè. Đó, các bạn tự vào nhận nha. Tướng của bộ con mắt dữ ta. Tính ra 27.000. Mà tướng nhịn của bắp hay bà luôn. Này là tướng 3 sao. Nhưng mà cái cuốn này thì lấy ở đâu? What the hell? Gì đây? Ở đang chơi tự nhiên bị hót ra các bạn. Mạng mù mấy bữa nay như cái quần què hả chứ. Này đâu có quà nữa đâu. Vô kiếm chỗ mua đồ. Đây là mua nè. Đù có bo nè, bo này như 3 sao á. Bo là tướng cam mà, có lộn tướng tím mà 3 sao á. Hiện tại thì chỉ có 3 cái shop thôi nha các bạn. Mấy shop kia thì lên cấp nữa nó mở ra tiếp. Bây giờ chúng ta điều chỉnh là cái đội hình ha, cái đội hình thấy hơi tào lao. Đem nào đây? Đem Ichigo đi.
Cái tào lao và cái kiếm nằm bên kia mà. Cái kiếm nằm bên này nè. Đó. Vậy nó đủ bộ nè. Đậu xanh mày. Gì tào lao vậy? Nó bị điên gì các bạn ơi. Đó, như vậy mới đủ bộ nè. Nó bệnh bệnh thì sao các bạn ơi. Đó, giờ ok rồi đó. Rồi giờ vào chiến đấu nha. Đù, có AC luôn kìa. Ngon lành, ngon lành. Nào cũng 14, 14 được không mà. Còn level 7 này giết nó đi. Đậu có Usopp nữa kìa các bạn. Lực chiến mình là 17.000 ha. Nè Luffy nè các bạn. Ồ một phát. Ừ. Bởi vì tao thấy hít chơi Ichigo là vậy đó. Ichigo này là bản cuối luôn nha các bạn. Cầm hai cây kiếm xong đao luôn. Vì cái này là Ichigo gì Bankai gì cộng với cái gì quên này. QC đúng rồi. Đó, ở đây nè. Ừ. Quất cái nữa. Đù liên tục luôn, ngon chứ. Mà cứ như vậy ghét chừng nào mới lên được trên trời. Giờ mới có 4.000 mấy à. Chừng nào mới vô top được trăm. Xe nữa. Rồi thì đầy đủ hết luôn các bạn. Hiện tại mình thấy cũng được 3-4 cuốn manga rồi đó. Đồ Itachi nè. Đồ Zoro nè các bạn. Zoro bản cuối luôn. Ồ nãy giờ này cái này là trâu bò nè. Đánh nãy giờ mấy lượt rồi. Hồi nãy giờ mình chưa gặp được cái nhân vật nào mà nó lạ hơn nữa các bạn ơi. Đồ đội hình nè các bạn. Ngon lành không? Lên tím luôn.
Đó. Bắt buộc là phải xài chopper đặng ấy. Nhưng mà sao nó lấy được end ta? Ngon chứ bộ. Phấn đấu rồi các bạn ơi. Game này có bộ chơi được nè. Ngon á, ngon á. Thôi, video tới đây thôi ha. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào lần sau nha. Nhớ đăng ký. Bấm một cái nút đăng ký ở dưới cái clip nha các bạn. Nhớ bấm một cái quả chuông để nhận thông báo về clip mới nhất nha. Đừng quên like, share và cho mình biết ý kiến cũng như là cái game mà các bạn muốn chơi nha các bạn. Đồ lấy kim cương đây cũng được nè các bạn. Cài sâu cuốc bẩm cũng được chứ đâu phải là không được đâu các bạn. Được được được, game này chơi được. Đồ lên 12 luôn rồi, nào không hay luôn. Nè mở thêm một cái shop nữa nè. Này là bán trang bị. Này là hồi nãy mình có được huân chương rồi nè các bạn. Nhưng mà ủa không thấy huân chương nằm đâu đây, 177 viên huân chương. Chưa đủ để lấy 50 mảnh bo. Bộ bo chơi cũng được rồi. Thôi bye bye nha, clip dài lắm rồi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách là download game. Các bạn nào dùng điện thoại thì các bạn hãy mở nó qua bên cái phần của YouTube. Hoặc là không cần YouTube cũng được nữa, các bạn bấm vào cái link nè. Đó. Này dành cho Android nha các bạn. Đó. Bấm vào đây. Các bạn mở bằng cái trình duyệt Google Chrome nha. Hoặc là cái internet gì của mình cũng được. Đó, bấm vào đây, click vào đây. Còn cái này các bạn bỏ nha. Cái phần mà tiếp quảng cáo bên này. Đó, là cái phần download tiếp theo. Là đó là download của game. Bye bye, chào tạm biệt các bạn.